Cô Hân chào các em trường trung học cơ sở Chu Văn An đã đến với môn khoa học tự nhiên 6. Ở tiết trước, cô trò mình đã tìm hiểu về cấu tạo tế bào. Hôm nay, cô trò mình tiếp tục tìm hiểu về bài thực hành quan sát tế bào sinh vật. Học tập ở trong tiết thực hành này, các em sẽ quan sát tế bào. Thứ nhất là chúng ta quan sát tế bào trứng cá bằng mắt thường và kính lúp. Thứ hai, quan sát tế bào biểu bì vảy hành bằng kính hiển vi quang học. Thứ ba, chúng ta sẽ quan sát tế bào biểu bì da ếch bằng kính hiển vi quang học. Sau khi quan sát rồi, các em sẽ vẽ và chú thích hình. Sau đó các em sẽ làm phiếu học tập ở trang 91. Chúng ta cần chuẩn bị dụng cụ gồm có kính lúp cầm tay, kính hiển vi quang học dùng để quan sát tế bào, đĩa kính đồng hồ, lam men, lam kính dùng để làm tiêu bản mẫu vật để quan sát, kim mũi mát, băng thì chúng ta để gãy kẹp cố định tiêu bản mẫu, pipette dùng để hút nhỏ giọt dung dịch và bình thủy tinh dùng để đựng nước cất. Hóa chất thì gồm có xanh methylene và nước cất dùng để nhuộm màu tiêu bản. Mẫu vật thì gồm có trứng cá, củ hành tím và con ếch. Chúng ta sẽ quan sát tế bào trứng cá. Bước 1, cô dùng kim mũi mát tách trứng cá. Cô cho vào đĩa kính đồng hồ và trên đĩa kính này có sẵn vài giọt nước cất. Lưu ý, khi tách trứng cá, các em cần nhẹ tay vì nếu mạnh tay sẽ làm vỡ màng trứng, khó quan sát được. Bước 2, cô sẽ quan sát bằng mắt thường, sau đó cô sẽ quan sát bằng kính lúp. Bước 3, cô vẽ tế bào quan sát được vào trong vỡ. Đây là tế bào trứng cá chép chúng ta quan sát dưới kính lúp. Các em vẽ vào tập nha. Quan sát tế bào biểu bì vảy hành và tế bào thịt cà chua. Chuẩn bị một đĩa đồng hồ, một quả cà chua, một củ hành tím, lamen, một quả cà chua, lam kính, lamen, kim mũi mát, lam kính, pipette và nước cất. Cách tiến hành: dùng kim mũi mát bóc lớp biểu bì củ hành. Dùng pipette nhỏ một giọt nước cất lên lam kính. Trải đều lớp biểu bì vừa bóc. Đưa tiêu bản lên bàn kính điều chỉnh kính để quan sát. Đây chính là tế bào biểu bì vảy hành dưới kính hiển vi. Lớp biểu bì vảy hành khi quan sát dưới kính hiển vi giống như một bức tường được xây bởi những viên gạch xếp sát nhau, tạo nên sự chắc chắn bảo vệ các bộ phận bên trong. Khi chúng ta phóng to hơn thì chúng ta thấy rằng mỗi viên gạch chính là một tế bào biểu bì. Trong mỗi tế bào, các em quan sát thật kỹ mỗi một ô nhỏ chính là một tế bào. Trong mỗi tế bào, các em quan sát thật kỹ mỗi một ô nhỏ chính là một tế bào. Và bên trong mỗi tế bào sẽ có những cái chấm trắng nhỏ. Và mỗi chấm trắng này chính là nhân của tế bào. Nó có chức năng là điều khiển mọi hoạt động của tế bào. Phía bên ngoài là màng tế bào, nhiệm vụ của nó là bảo vệ. Bên trong là chất tế bào, diễn ra các hoạt động sống của tế bào tại đây. Quan sát tế bào thịt quả cà chua, lấy kim mũi mát tách vỏ quả. Lấy thịt cà chua để lên lam kính. Đậy lamen lên lam kính. Đưa tiêu bản lên bàn kính hiển vi. Điều chỉnh cho rõ nét để quan sát. Đây chính là tế bào thịt quả cà chua. Là các tế bào hình cầu xếp gần nhau. Bên trong có nhân tế bào chính là những chấm đỏ. Các em quan sát thật kỹ, các em sẽ nhìn thấy nhân của các tế bào. Và trong khi các em quan sát thì các em hãy vẽ lại những hình dạng của tế bào mà chúng ta quan sát được vào trong vở nhé.
là hình ảnh tế bào biểu bì phẩy hành tím khi chúng ta quan sát dưới kính hiển vi. Tại sao cần tách lớp tế bào biểu bì phẩy hành thật là mỏng khi làm tiêu bản? À, vì biểu bì phẩy hành gồm nhiều lớp tế bào xếp xít nhau. Nếu như mà mình không tách mỏng thì các lớp tế bào này chồng lên nhau, chúng ta sẽ khó quan sát đó các em. Chúng ta quan sát tế bào biểu bì AF. Tế bào biểu bì da ếch, chúng ta quan sát dưới kính hiển vi. Các em cũng vẽ vào tập. Tiết thực hành là chúng ta cần phải báo cáo kết quả. Thì các em về nhà hoàn thành phiếu thực hành này cho cô. Và lưu ý, ở trong phiếu thực hành này, các em cần phải trả lời hai câu hỏi. Tại sao khi tách trứng cá chép cần nhẹ tay? Cô đã trả lời ở phía trên. Tại sao khi tách tế bào biểu bì phẩy hành phải lấy một lớp thật mỏng? Cô cũng đã trả lời ở trên rồi. Nhiệm vụ của các em là vẽ 3 hình tế bào vừa quan sát được. Bài học của chúng ta hôm nay đã kết thúc. Cô thân ái chào các em. Chúc các em học tốt.